Trọng kính Đức Tổng Du Xe, kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đến với đêm diễn nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang hôm nay, Hội Kèn Hiệp Nhất gồm 400 thành viên của Giáo xứ Trung Thành, Giáo phận Bùi Chu chúng con xin được tấu lên hai ca khúc. Ca khúc Về Bên Mẹ sáng tác của Linh Mục Trọng Nhân và ca khúc thứ hai là ca khúc Nữ Vương Hòa Bình của nhạc sĩ Hải Linh. Kính xin quý Đức Tổng, quý Đức Cha, cùng toàn thể cộng đoàn cùng lắng nghe. Vâng, thật là tuyệt vời với hai ca khúc Về Bên Mẹ của cố linh mục nhạc sĩ Trọng Nhân và Nữ Vương Hòa Bình của nhạc sĩ Hải Linh. Xin cảm ơn 300 thành viên của đội kèn đến từ Giáo xứ Trung Thành đã khởi đầu cho đêm diễn nguyện hôm nay thật sốt sắng.